Chào mình Nguyễn, cho biết anh đang bước ra ngoài một tiệm Pizza Hut ở thành phố Fort Lauderdale thuộc tiểu bang Florida thì bất ngờ có một người đàn ông lái một chiếc xe van màu trắng lao vào tiệm. Theo tin của đài truyền hình WPLG ABC số 10, tài xế bị lạc tay lái khi chiếc xe van kéo theo một toa xe ở đằng sau trên đường Commercial Boulevard. Anh cho mình Nguyễn kể với đài truyền hình rằng có người lái xe lạng quạng khiến cho tài xế của chiếc van phải lách bất ngờ và rồi bị lạc tay lái nên tông xe vào ngay bên tiệm Pizza Hut. Sự va chạm quá mạnh đã khiến cho tiệm bị hư hại nặng và phải đóng cửa. Cho mình Nguyễn cho biết, anh cảm thấy rất may mắn vì anh chỉ vừa bước ra khỏi cửa và đang hướng tới xe của anh. Nếu chậm vài giây và còn ở trong tiệm thì anh có thể đã bị chiếc van tông tử thương. Cho mình Nguyễn và một vài người khác đã chạy tới chiếc xe van để cứu tài xế vì ông ta bị thương và bị mắc kẹt ở trong xe. Cứu thương từ trạm cứu hỏa Fort Lauderdale Fire Rescue đã đưa tài xế vào một nhà thương ở gần đó. Nói chung là cô nào cũng nõn nà. Cô có cánh tay trắng muốt thì mặc áo hở cả nách. Cô có đùi thon dài thì mặc quần trên đầu gối hai găng tay. Cô có ngực tròn trắng mịn như trứng gà bóc thì che nửa ngực một phần. Có cô thì diện giống như là nữ tài tử cine đến dự đại hội điện ảnh Oscar. Phía sau từ cổ đến dưới eo để trống trải thoáng mát. Nên cô đi đâu thì đầu các ông quẹo theo hướng đó. Đã vậy các cô lại đi lung tung, gặp ông nào cũng chào, chào theo kiểu Nhật, nghĩa là cúi gập người xuống. Các ông thấy hết, mặt thì thộn ra như là bị bắt mất vía vậy. Có lẽ là xong buổi ra mắt thơ mà các cô chưa về, các ông cũng không chịu về. Tôi đâm ra ước được như ông nhà thơ, để trong mấy chục cô hâm mộ thơ, làm gì cũng có vài cô sa vào vòng tay của tôi. Có điều lạ là bà vợ ông ta không tỏ ý khó chịu trước những lời ca tụng tán tỉnh gần như là tỏ tình của các cô nõn nà với ông chồng, mà còn về hùa theo rồi cười đùa vui vẻ nữa. Vì sao bà ta lại quá tử tế với ông chồng như vậy? Ra mắt thơ thành công ngoài sức tưởng tượng, người điều khiển chương trình quả là chuyên nghiệp. Anh ta mở miệng là khán giả cười vui như là xem hài kịch. Nhà phê bình văn học nghệ thuật thì đúng là danh bất hư truyền. Vì tôi mãi chiêm ngưỡng vẻ đẹp giai nhân nên đôi mắt và hồn vía tôi cứ bám sát theo các cô đang ỏng ẹo đi lòng vòng khắp nơi, nên không biết là ông ta nói gì, nhưng thỉnh thoảng nghe tiếng vỗ tay rào rào. Sau hôm ra mắt thơ đó, tò mò tôi đem thi phẩm thơ Xuân Tình ra đọc. Không hiểu ông bà nào đánh máy trình bày tập thơ cho ông ta đã ghi một câu đáng kinh ngạc ngay bìa trước tập thơ, dưới tấm hình tác giả rằng thi sĩ lãng mạn được mến mộ nhất hiện nay tại hải ngoại, người đã hy sinh cả đời mình để viết nên những trang sử thi đau thương. Tôi cũng mượn bài diễn văn của nhà phê bình văn học để nghiên cứu, hy vọng là sẽ biết được giá trị của thi phẩm. Đọc suốt tập thơ và bài phê bình văn học, tôi chỉ rút ra được một kết luận là nhà phê bình quả là đại tài. Tôi xin trích vài đoạn văn tiêu biểu sau đây. Lãng mạn và đầy cá tính là yếu tố hấp dẫn trong thơ Xuân Tình. Đó là một thông điệp chuyên trở bằng chữ nghĩa gần như là lạnh lùng, không cảm xúc về những vấn nạn của hiện thực đầy cảm tính, nhưng lóng lánh trong đó là những mảng suy tư sắc sảo, những rung động ẩn mật của tình yêu. Tuyệt vời hơn nữa là với sự thông minh dí dỏm, nhà thơ Xuân Tình đã lôi cuốn người thưởng ngoạn vào những tình huống bất ngờ, đầy hình ảnh và âm thanh của đam mê buông thả và cộng hưởng. Trong một đoạn khác, ông ta viết: từ vị trí một người thưởng ngoạn bình thường, tôi nghĩ nhà thơ Xuân Tình có trong tay một cách thế thi ca để thể hiện sự hiện hữu của mình, một nhà thơ phá cách, nhiều tìm tòi thử nghiệm, tân ở kỹ thuật, đậm tính thời cuộc của nội dung. Thơ ông được giải thoát, được tự do, vượt trên mọi câu thúc xã hội, vượt qua cả hàng rào tín ngưỡng, đạo lý, vượt khỏi tâm lý rụt rè, khép kín để bay bổng về một thế giới mới, một linh hồn mới, một hơi thở mới. Từ đó người ta thấy được cái phong phú của cuộc sống, cái sâu thẳm của tâm hồn và cái trớ trêu của định mệnh. Tôi cũng chịu thua thôi, không hiểu là vì bài nhận định thơ theo lối tiền chế đó, chỉ duy nhất một câu, không biết là ông ta không có thua ai.
lộ rõ ý mỉa mai mà ít người để ý. Thơ rất lạ, một ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm vì sẽ kén người thưởng thức. Tôi hỏi, nhà phê bình văn học nghĩ thế nào mà viết toàn những câu ca tụng nghe rộn rang như chuông và chẳng thực tế, rõ ràng là gì cả? Ông ta hỏi tôi, ông có đi dự đám ma lần nào chưa? Có nghe người ta đọc điếu văn chưa? Tôi nhận định văn học trong những buổi ra mắt sách, ra mắt thơ cũng giống như là người ta đọc điếu văn trong các đám ma vậy thôi. Chỉ ca tụng, suy tôn, tác giả, tác phẩm chứ không phê bình, góp ý. Tác giả khoái chí, người nghe thì vui tai, có hại cho ai đâu. Anh chê văn, thơ người ta vì văn, thơ của anh dở hơn của người ta. Nhà văn, nhà thơ thất bại thành nhà phê bình là vậy. Còn về thi sĩ Xuân Tình, cá nhân tôi nhận xét thì quả thực là ông nhà thơ của chúng ta đã bước lùi về quá khứ một bước và tiến tới hậu hiện đại ba bước. Nhiều bài thơ tôi đoán là ông ta nhắm mắt viết bừa những câu bí hiểm điên khùng rồi ngắt ra từng đoạn, xuống dòng, thế là thành một bài thơ tự do, trừu tượng, siêu hình gì đó. Có những câu rất công thức như là từ em về với người ta, anh rời phố thị khóc tà huy xưa. Hoặc là rất khó hiểu như là em cổ tích ta vong thân mục tử, ôm mặt trời độc tấu khúc cuồng phong. Tôi biết bạn nghĩ rằng tôi là nhà văn thất bại thành nhà phê bình đang phịa ra một chuyện vừa dở là vừa vô lý. Tôi còn điên đầu hơn nữa. Thế nên nhân một hôm bà ta đến nhà để cảm ơn sự giúp đỡ của vợ chồng tôi về buổi ra mắt thơ, tôi hỏi bà ta, tôi có vài thắc mắc, nếu không tiện thì chị đừng trả lời. Như thế này, tôi chưa thấy bà vợ nào hăng hái ủng hộ chồng in thơ, ra mắt thơ một cách tốn kém như chị. Ông sẽ chị ham vui thì chấp nhận được, nhưng chị lại sốt sắng hơn chồng nữa. Vậy là sao? Bà ta ngồi yên một lúc rồi bỗng khóc òa. Vợ tôi hoảng kinh, ôm lấy bà ta, vỗ về, có chuyện gì vậy? Chị không muốn nói thì thôi, đừng kể ra đây, rồi làm bộ trách tôi. Anh sao mà tò mò chuyện người ta, xin lỗi chị đi. Ông xã em vô ý quá. Bà ta vừa khóc vừa lắc đầu, một lúc sau mới mếu máo nói, chồng em bị ung thư sắp chết, mổ rồi, chữa đủ cách rồi, nhưng bác sĩ bảo riêng với em là chịu đựng giỏi lắm là 2 năm trời thôi. Bởi vậy em phải làm sao cho anh vui trong những ngày cuối cùng khi vợ chồng còn bên nhau. Bán nhà em cũng làm, cứ nghĩ đến mỗi ngày vợ chồng mỗi cách biệt, đêm nào em cũng khóc. Vợ chồng tôi vội xin lỗi, anh bị bệnh mà tụi tôi không hề biết, thật là có lỗi quá. Bà ta lại lắc đầu, chồng em dặn trong nhà là không được nói cho người ngoài biết chuyện bệnh hoạn của anh. Anh không muốn ai hỏi han, thăm viếng, ủi an, thương hại. Trước đó tôi nghĩ rằng bà ta là người điên, giờ đây tôi lại thấy thật đáng kính phục, thương chồng quá sức. Bà ta nói tiếp, em phải làm gấp trước ngày đưa chồng em tái khám, vì sợ là bác sĩ mà tìm thấy di căn thì chẳng khác gì bị kêu án tử hình. Lúc đó vui thú gì mà ra mắt, ra mũi. Em sợ mất ăn, mất ngủ mà ảnh thì vẫn bình thản làm thơ, còn đồng ý cho em tổ chức ra mắt thơ nữa. Vừa thán phục bà vợ, bây giờ tôi lại kính nể ông chồng. Hiếm người thấy thần chết vác lưỡi hái đứng trước cửa mà vẫn làm thơ tỉnh bơ. Sau ngày ông thi sĩ Xuân Tình tái khám, vợ chồng tôi không dám hỏi thăm vợ chồng ông. Đã dặn là không cho ai biết, sau đó người lại gọi hỏi. Vậy mà một hôm bà vợ điện thoại mời chúng tôi đi nhà hàng ăn mừng buổi ra mắt thơ thành công mỹ mãn. Chiều ngày thứ bảy, những người đã góp công phụ giúp trong buổi ra mắt thơ, có cả mấy cô hấp dẫn đi nhởn nhơ bước trước nữa, tổng cộng trên vài chục người, đến nhà hàng đông đủ. Bà vợ của ông nhà thơ đứng lên nói mấy lời cảm ơn, chờ mọi người vỗ tay xong, và ta mới long trọng báo một tin vui. Hôm thứ hai, ông xã tôi đi tái khám, mấy ngày sau có kết quả từ bệnh viện cho biết tình trạng rất khả quan, nghĩa là không thấy di căn hay là bệnh lan qua các bộ phận khác. Mọi người nâng ly chúc mừng nhà thơ khỏi bệnh. Ông ta đứng lên tươi cười nói, tôi bị ung thư bao tử đã lâu nhưng không cho ai biết. Bữa nay thì coi như là khá hơn trước. Bác sĩ nói vậy thì biết vậy. Dù xa đi nữa, tôi vui sống được đến ngày nay là nhờ vợ tôi. Đang ăn uống chuyện trò thì vợ ông nhà thơ có điện thoại. Và ta nói lớn như là muốn mọi người chú ý. Alo, dạ đúng rồi ạ. Dạ, em có biết nhà sách văn chương của anh. Anh cần mang đến ngay 20 tập thơ Xuân Tình. Thế hả? Một bà bên Pháp qua Mỹ thăm bà con, người ta nhờ mua đem về Pháp. Ôi thật hân hạnh cho vợ chồng em quá, cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ, chủ nhật này em đem thơ đến được không ạ? Dạ, cảm ơn anh. Và ta bỏ điện thoại vào sách tay, giọng bình thản. Sáng hôm qua, nhà sách Bình Minh cũng gọi bảo đem đến 20 tập thơ Xuân Tình. Một bà thì từ bên Úc qua Mỹ chơi mua một mớ. Thằng con chúng tôi đưa tập thơ Xuân Tình của ba nó lên
Internet, báo chí đem xuống in ra nên người ta biết và hỏi mua. Mọi người ngỡ ra rồi lại vỗ tay chúc mừng. Ông chồng ngồi cười cười, nói mấy lời khiêm tốn, nhưng mặt cứ vếch lên trời, coi bộ là thú vị lắm. Thật là đáng kinh ngạc, một nhà thơ vô danh chỉ sau mấy bài thơ đưa lên net, đăng báo vào một buổi ra mắt thơ bỗng trở thành nhà thơ kiệt xuất. Hay là bà ta làm bộ như là có người mua thơ để chúng tôi lát mắt chơi, và cũng để cho chồng vui chứ chẳng ai khùng điên là đi mua loại thơ đó về Úc, về Pháp để mà tặng bạn bè. Mấy hôm sau tôi đến nhà sách Văn Chương, ông bà chủ nhà sách là chỗ quen biết. Tôi mua vài cuốn sách rồi làm như là vô tình hỏi chuyện về thơ, về phát hành, mua bán thơ. Ông chủ nhà sách dẫn tôi đến một góc kẹt, chỉ một dãy các tập thơ những nhà thơ nổi tiếng thì bán chạy lắm, còn những người khác gửi bán tôi nể tình nhận, nhưng chẳng bao giờ bán được thơ. Thế nên tôi dồn hết những thi phẩm của họ vào góc đó, gọi là nghĩa địa thơ. Rồi ông ta tiếp, có một chuyện lạ, anh có biết nhà thơ Xuân Tình là ai không? Tôi lắc đầu, vờ như là không biết. Tôi chỉ đọc báo viết ông ta vừa ra mắt thơ tuần trước ở thành phố mình. Tôi có đọc thử thơ ông ta cũng nhì nhằng, tạm tạm. Vậy mà có người mua cả chục tập đem về Pháp, về Úc tặng cho bạn bè. Sáng nay tôi vừa giao hai chục tập thơ cho một bà, và ta còn đòi mua thêm mấy chục tập nữa. Có thể là mình không đủ trình độ thưởng thức thơ ông ta. Kiểu này là ông ta dám lãnh một giải thưởng thơ quốc tế nào đó thì cũng không nên ngạc nhiên. Đúng vậy, ở đời có những bất ngờ mà chẳng ai lường trước được. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.